tên là Lê Văn Sáng, sống tại khu 8 xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Anh quá trình đau bụng này cũng được một thời gian cũng hơi dài dài rồi. Xong anh đi kiểm tra thì phát hiện thì người ta bảo là mình bị sỏi thận. Thế xong là được anh em giới thiệu là có bệnh viện hữu nghị của Lạc Việt này. Vì bác sĩ là rất tốt để anh thử xuống dưới này kiểm tra, được sự quan tâm của bác sĩ thì tiến hành gọi là chiếu chụp cho anh. Sau đâu đấy thì bác sĩ đưa vào kết luận là mổ ban cho anh, nhưng mà được cái là các bác sĩ ở đây rất tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân. Anh rất hài lòng, sức khỏe hiện tại của anh là được khoảng 75% là ổn định, các vết thương lành khô ráo và sạch sẽ, không có vấn đề gì. Sức khỏe bây giờ đi lại là rất yên tâm rồi. Anh rất hài lòng các bác sĩ ở đây tận tình là chăm sóc cho bệnh nhân, và lúc mình ốm đau này các bác sĩ đây rất quan tâm đến mình và bỏ hỏi han, và đến sớm nào cũng đến hỏi han bản thân mình là đỡ đau hay là còn đau đớn gì nữa không. Lúc mổ các bác sĩ là dặn dò nhưng lại cứ làm y nữa. Các bác sĩ không lo lắng, đây các bác sĩ làm tốt, các bác sĩ bỏ hết. Mình là bệnh nhân cứ phải theo là nghe lời bác sĩ.